Okay, các bạn đã vào cũng đông rồi, do vậy mà sensei sẽ bắt đầu bài học của chúng mình luôn các em nhé. Trước khi mà vào bài học thì sensei cũng sẽ hướng dẫn lại cho một số bạn mà các bạn đang chưa biết lớp học như thế nào. Những bạn nào vào sau thì các em sẽ biết là mình đã học đến bài 6 trong phần giáo trình Shinkansen rồi. Phần tài liệu học tập này cũng như là lộ trình học của lớp mình thì trong phần chương trình hôm buổi khai giảng, sensei đã giới thiệu với các bạn. Lịch học của các bạn sẽ là 20 giờ tối thứ bảy và chủ nhật. Và trong lớp N3 Free thì Sensei sẽ dạy cho các bạn hai cái kỹ năng là kỹ năng ngữ pháp và phần từ vựng Kanji. Phần từ vựng Kanji thì có ở trong group học tập tiếng Nhật ấy, nhưng mà Sensei thấy các bạn chưa biết tới, các bạn vào trong mục hướng dẫn, các bạn sẽ thấy tài liệu của lớp N3 và Sensei theo theo đúng lộ trình cho các bạn. Do vậy mà các bạn cố gắng, các bạn phải học từ vựng thì các bạn mới có thể làm được những cái phần như là đọc hiểu, nghe hiểu được nhá. Trong phần chương trình này của Sensei thì sẽ không có về phần đọc hiểu, nghe hiểu luyện đề, bởi vì phần này đã làm trong lớp chuyên sâu. Do vậy những bạn nào mà muốn học sâu hơn về nghe hiểu đọc hiểu thì các em vào lớp chuyên sâu và có thể inbox cho sensei hướng dẫn cho. Hoàng Thúy Duyên không thấy thông báo. Các em ơi, các em đừng chờ thông báo của Facebook, bởi vì cứ đến giờ là sensei sẽ lên dạy. Do vậy mà các bạn đừng chờ thông báo gì cả. Sensei lên rất là đúng giờ luôn. Trừ khi nào mà có một cái việc gì mà không thể nào mà dạy được các bạn thì sensei sẽ thông báo cho các bạn. Còn không thì các bạn không thể có thông báo gì thì sensei sẽ dạy theo đúng lịch nhá. Hay Thúy Thúy sang cô mau ạ. Tường Vi tiếng hơi nhỏ. Vi ơi, sensei nói này to chưa? Ok nhá, sensei sẽ bắt đầu luôn. Trước khi mà vào phần bài học ngày hôm nay đó đấy. Các bạn chờ chút nữa. Sao nhỉ? Chờ một chút nha. À, cũng ok. Đây bài giảng tổng hợp này. Rồi. Ok, mình sẽ bắt đầu làm luôn ở phần câu đầu tiên này. Đây là phần chữa đề buổi hôm trước của các bạn và CC sẽ để cho các bạn có 5 giây để làm phần này. Hãy bây giờ các bạn hãy comment đáp án luôn nhé. Các bạn thông cảm nhé, hôm nay sensei hơi mệt một chút bởi vì cũng đang hơi bị sốt á, nên là sẽ nói nhỏ hơi nhỏ một chút thì các bạn thông cảm cho sensei nhé. Hay ok, câu một này đáp án của các bạn là gì ạ? Hay Khánh băng sàng côm băng hoa. Hay, so ですね. Đáp án của mình là câu số 2, đúng không ạ? Và các bạn có biết chữ kanji này? Đây, chữ kanji này đọc là gì không ạ? Đây, chữ kanji này. パソコンが壊れてしまったために何々。はい。OK, xin xem thấy các bạn đều lựa chọn đúng phương án rồi đấy. Cảm ơn các bạn nhưng mà sensei cũng chỉ sốt nhẹ một chút thôi, không sao đâu nhá. Nên là các bạn cứ học nhiệt tình lên là được ạ. Hay. Hai, hay, ok. Các bạn comment đáp án đúng rồi nhưng mà chữ kanji này ạ. À, chữ kanji này đọc là gì và ý nghĩa của nó là gì ạ các em? Hay, so ですね. これは資料、資料nghĩa là gì nhỉ?資料là tài liệu, giấy tờ. Sao nhỉ? パソコンが壊れてしまったのために。Bởi vì là đúng không ạ? Bởi vì là cái máy tính パソコン đúng không ạ? Nó đã bị hỏng mất rồi, thế nên là tôi không thể
Video ga tsukurenakatta. Cái câu 1 của các em là gì nhỉ? Atarashii no ka kao là bởi vì máy tính hỏng mất rồi nên là mua máy tính mới thôi. Nghe tiếng dịch cũng hợp lý đúng không? Hoặc là bởi vì máy tính hỏng mất rồi nên là naoste kuremasen ka, cũng hợp lý nếu mà các bạn xét về nghĩa thì là đúng. Tuy nhiên là buổi trước khi mà giảng thì sensei cũng nói với các bạn rồi là đây là cấu trúc mà sẽ không sử dụng trong cái trường hợp là đưa lên cái mong muốn của người nói đúng không ạ? Thể hiện cái ý định là muốn làm gì hay là nhờ ai làm gì đó là sẽ không sử dụng. Do vậy mà trong trường hợp mà kao là cái thể gì nhỉ? Mua thôi hay là sửa cho tôi nhờ vả ai đó thì mình sẽ không sử dụng trong trường hợp này các em nhé. Hay. Ii desu ka? Không dùng để mong muốn để thể hiện cái ý định kêu gọi đối phương làm gì mình sẽ không sử dụng. Hay, sang câu số 2. Rồi, câu số 2 ạ. Mình. Hay, câu số 2 các em lựa chọn đáp án là gì ạ? Chào Quỳnh Ngô nhá. Thanh Hoài Sàng. Ngọc Ánh Sàng. Hay. Đi. Hay, Minh Phú Sằng là thấy Phú Sằng có lựa chọn đáp án số 3 nhưng mà đáp án số 3 là sai rồi Phú Sằng nhé. Câu này đáp án là số 1 và vì sao là vậy thì các bạn nhìn đây. Đây là gì nhỉ? Typhoon Jiuho nghĩa là cơn bão số 15 đúng không ạ? Niyotte do là cái cơn bão số 15 này nên là gì? Ashiga nagasare. Nagasareta nghĩa là bị trôi mất cái cầu bị trôi mất ạ, đúng không ạ? Còn đây là gì nhỉ? Asta Oame Daro. Một cái thông thường ý, khi mà Daro trong câu là thể hiện cái phỏng đoán của người của cái người viết văn ấy, thì thường nó sẽ có hay trong văn viết rất là nhiều các bạn nhé. Ngày mai thì có vẻ là trời mưa đúng không? Nhưng mà mình cũng đã học Yotte rồi, nó cũng giống như Tanben ý, nó sẽ không sử dụng đối với trường hợp mà phỏng đoán gì đúng không ạ? Hay là Asta gì nhỉ? Chữ Kanji là gì á? Gai là cũng không muốn đi ra ngoài, cũng thể hiện cái ý chí của cái người nói đúng không? Vậy thì mặc dù là bởi vì cái cơn bão số 15 do vậy mà các bạn thấy không ạ, trong cái cấu trúc Tameni hay Niyote này các bạn sẽ gặp những cái phần mà các bạn nếu như chỉ ghép về ý nghĩa thôi thì các bạn thấy là cũng hợp lý đấy. Vì do cơn bão số 15 nên là ngày mai trời có vẻ sẽ mưa to đúng không ạ? Hay là tôi không muốn đi ra ngoài nhưng mà về cái ý nghĩa về cái cấu trúc của mình nó sẽ không phù hợp với trong trường hợp mà phỏng đoán hay là thể hiện cái ý chí thì mình sẽ không sử dụng, nó chỉ dùng để nêu lên cái nguyên nhân thôi nhá. Nhớ chưa ạ? Hay. Đào hường mạng đơ quá không nhìn được à? Vậy thì lát nữa xem lại nha. Hay, ok, sang câu số 3, các bạn cũng có 5 giây để trả lời. Câu số 3 đáp án là gì các em ơi? À, cô Minh ấy, cái mặt nó cho to, cho bé mặt đi một chút thôi. Đó, ok, nó chỉ bé đến mức này thôi. Hay. Đáp án ở đây của các bạn cũng là Niyote đúng không? Ok, Sensei sẽ hỏi các bạn xem trong này thì Sensei sẽ thấy đây đây phần chữ kanji này thì nó cũng ở N3 này, các bạn comment cái từ chữ kanji này. Đây là gì nhỉ? Đây chữ kanji này nữa. Takai nani 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 kenkou cheku ga dekiru you ni natta. Đây ạ,
bạn comment cho sensei hai cái phần chữ kanji này. Đây, đây là những cái từ kanji mà rất là thiết thực khi mà các bạn đi thi N3 các bạn sẽ nhìn thấy đấy. Và sensei sẽ cho các bạn luyện tập trực tiếp cái phần này. Sensei. Dung ơi, sensei sẽ nói to lên và nếu mà Dung không nghe được á, thì chắc Dung phải điều chỉnh cái điện thoại của Dung rồi, bởi vì một số bạn vẫn nghe được bình thường Dung ạ. Hay, so desu ne. Chữ kanji này là kuwashi. Kuwashi, đúng ạ. Kuwashi là rất là chi tiết nha. Viết đấy trông xấu ghê không? Thế còn chữ kanji này thì sao ạ? Ai, sensei đã nhìn thấy có phú tường rồi, đúng không? Gijitsu là gì nhỉ? Kỹ thuật đúng không? Takai Gijitsu là kỹ thuật cao đúng không ạ? Kuwashi Kenko no check ga dekiru yo ni natta desu ne. Có nghĩa là có thể kiểm tra được gì nhỉ? Sức khỏe một cách kỹ càng hơn, một cách chi tiết hơn. Nói chung là tùy vào trong một những cái văn bản các bạn có thể dịch là kỹ càng, có thể dịch là chi tiết desu ne. Ở đây các em có niyote, trước mình học niyote có hai nghĩa. Có hai trường hợp đúng không ạ? Một là do cái gì đó đúng không? Vừa nãy mình là do cái cơn bão, còn trường hợp số 2 này trong cái phần bài môn đai này thì ý nghĩa của nó là nhờ có gì đó đúng không ạ? Nhờ có cái kỹ thuật cao business. Các bạn thấy chưa? Các bạn sẽ không thể là mà do kỹ thuật cao được mà phải là nhờ kỹ thuật cao business. Yoke ni yoreba và ni yoruto thì không phải rồi. Hay, đi tiếp yong bang. Chữ này ok chisai na nani nani cô đây này kanji các bạn đánh phần chữ kanji này ra chữ này thì biết rồi đúng không ạ nhưng khi nó đi với chữ này thì mình sẽ dịch là gì sensei vẫn nói rất là to rồi đấy các bạn ơi chắc các bạn phải một là khi mà các bạn học qua livestream á thì các bạn phải đeo một là đeo tai nghe này hai là các em cho max cái volume của các em lên bởi vì sensei cũng sử dụng cái điện thoại của mình ấy mà sensei cho lên sensei thấy rất là to đấy thăng thăng sằng và rung sằng đúng không? Bách hợp sằng ấy hay Fuchui desu ne. Hay, so desu ne. Kore wa fuchui. Ok. Chisai na fuchui nani nani. Nhìn nhỉ? Chữ này là? Đây, chữ này luôn ạ. Okuru koto mo aru desu ne. Cái phần này thì đáp án là dễ rồi đúng không? Chỉ cần cách phần đọc trong từ kanji thôi. Nhìn đây thì các bạn cũng sẽ đoán được ý nghĩa của nó. Đúng không ạ? Nani, nani, nani. Thì Fuchui hay so desu ne. Đây là fuchui, fuchui, chui là chú ý, fuchui là không chú ý, đúng không? Chisai na fuchui nghĩa là không chú ý nhỏ, đúng không? Hay. Gì nhỉ? Đáp án sẽ là một đúng không? Bởi vì cái không chú ý nhỏ mà dẫn tới cái việc sao nhỉ? Của cốt độ của tổ mụ à có thể là cũng sẽ dẫn tới một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, vấn đề lớn có thể sẽ xảy ra đấy, đúng Đai môn đai desu ne, hay so desu. Kara, bởi vì đúng không ạ? Đây là cái phán đoán thôi. Nhưng cũng sẽ không dùng mong muốn hay kêu gọi đối phương làm gì nó cũng giống như là tame yote không kêu gọi nhé. Hay sang mẫu câu số 5 ở đây là jiten xạ thì quá là dễ rồi. À, chữ kanji này ạ. Đây hai chữ kanji này và chữ kanji này. Hai. Jiten xạ no nani nani. Hay, so desu ne. Thu Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Ok.
án của câu này là gì nhỉ? Ấy, đây là chữ gì? Zitensa no jiko, jiko là tai nạn đúng không ạ? Fu ga fueta tokoro. Fueta koto kara fueru là tăng lên đúng không ạ? Herimasu là giảm xuống. Vậy thì bởi vì là cái tai nạn về xe đạp đã tăng lên mà dẫn tới cái việc gì nhỉ? Hãy rồi đấy, nét đáp án là câu số 3. Cái xét xử nó chú ý ạ. Kibishiku natta. Kibishi có nghĩa là trở nên nghiêm khắc hơn đúng không ạ? Bởi vì do cái vụ các cái vụ tai nạn về xe đạp mà tăng lên, thế nên là cảnh sát họ cái sự chú ý của họ càng ngày càng nghiêm khắc hơn. Kyosuke đúng không? Cái này cũng là thể gì nhỉ? Thể ý chí đấy ạ. Làm cái gì đó đi hoặc là cẩn thận đi nhưng mà mình sẽ không sử dụng đúng không ạ? Kotokara mình cũng sẽ không sử dụng trong trường hợp này nhé. Hay. Và cái số 2 là gì nhỉ? Jitensa ni noritakunai cũng là không muốn leo lên xe đạp đúng không? Cũng là cái ý chí. Nhưng mà sensei có dạy các bạn rồi, koto kara nani nani kara thì sẽ không dùng với ý chí, nó giống như là tame ni yotte vậy các bạn ạ. À. Hay, Sugi nhá. Sang câu số 6 ạ. Câu số 6 này thì dễ rồi. Ani no se de một là gì nhỉ? Tanoshikatta là rất là vui đúng không ạ? Yoku asobeta là đã chơi, đã được chơi nhiều đấy ạ. Haha ni shikarareta, shikarimasu là bị mắng đúng không ạ? Shikarareta có nghĩa là bị mẹ mắng. Hãy đáp án câu này là gì ạ? Hãy chào Hoàng Nguyễn. Hey, so đáp án câu này là câu số 3 đúng không? Bởi vì là do lỗi của ai? Câu này dễ lắm. Câu này thì ở trong N4 các bạn cũng có Ukage dep và C dep. Khi mà đổ lỗi cho ai đó thì bao giờ cái đằng sau cái kết quả nó cũng phải là cái kết quả xấu đúng không ạ? Đổ lỗi cho bởi vì cho anh trai nên là mới bị mẹ mắng. Hay, tiếp ghi nhá, sang câu số 7 ạ. Kono kusuri nani nani byouki ga naosu koto ga dekita. Biuki là mình bệnh đúng không ạ? Nao sự cô tố ga dekita có nghĩa là đã khỏi bệnh. Ở đây các bạn sẽ có 3 phương án này. Thì nhìn xem sensei thấy các bạn cũng làm được rồi vì phần này cũng dễ. Hay, câu này đáp án các bạn chọn là gì ạ? Hay, vẫn thấy các bạn vẫn đang mải mê làm câu số 6 à, câu số 7 đi ạ. Hay, so listen. Câu số 7 là okage de. Nhờ có thuốc này đúng không ạ mà tôi đã khỏi bệnh đúng không? C đấy là bởi vì cái thuốc này mà khỏi bệnh thì nó phải là một cái kết quả xấu cơ nhưng không phải. Kara thì cũng là bởi vì nhưng mà mình cũng sẽ không dùng là bởi vì mà phải là nhờ có thuốc này. Hay, câu này không thấy bạn nào làm sai cả. C sẽ đi tiếp sang câu số 8 ạ. À. À đây, chữ kanji này các bạn đọc chữ kanji này cho sensei ạ. À. やっと何々が取れたんだからですね。Đây chính là cái gì đấy? Cấu trúc gì đấy các em? V, V nộ đã cả đây đúng không ạ? Đây. Mà hôm trước Sensei dạy rồi á, có thể sử dụng mà trong câu người ta có sẽ dùng cái từ này thay bằng cái từ nộ đúng không ạ? Nộ đã cả đây đúng không ạ? Vì là cái gì đó là đương nhiên, thế nên là sẽ dẫn đến một cái kết quả. Vì là cái gì nhỉ? Hay, so this next. Đây chính là un tem men kiểu. Un tem là lái xe, đúng không? Men kiểu là bằng lái. Un tem men kiểu có nghĩa là bằng lái xe. This next. Cô đều ạ. Un tem men kiểu. Đây, chữ này. Cho những bạn nào không biết nhỉ? Hay, 8.1 à? Các bạn có chắc là 8.1 không ạ? Các bạn nhìn kỹ lại đi ạ. Sẽ cho các bạn lựa chọn lại đi ạ. Đây là cái câu mà nội dakara này nó khác so với tameni và niyotte hay là kara kara koto kara là
ba cái cấu trúc kia nó không thể hiện cái mong muốn cũng như là cái mong muốn hay kêu gọi đối phương hay cái ý chí kêu gọi đối phương làm gì, nhưng mà riêng cái cấu trúc nội Dakara này thì nó lại thể hiện cái mong muốn các em ạ. Nó lại thể hiện cái mong muốn. Vậy thì đáp án ở đây của các bạn sẽ phải là đáp án số 2 đúng không ạ? Và bởi vì là tôi đã lấy được bằng lái xe rồi nên dĩ nhiên là tôi muốn mua xe đúng không? Kurumao Kaitai chứ không phải là tôi đã mua xe đạp đúng không? Bởi vì nó thể hiện cái mong muốn mà cái kêu gọi ai làm gì đó nữa. Thế nên là cái mong muốn của anh này ở đây là gì? Là mua xe. Còn Kurumao Kawanakata là không mua xe thì thực ra thì trường hợp này mình có thể loại được luôn đúng không? Mình sẽ phân vân giữa hai cái trường hợp số 1 và số 2 này. Trường hợp số 1 và trường hợp số 2. Tuy nhiên là bởi vì cái cấu trúc câu nộ đa cà là ưng đa cà là thể hiện cái mong muốn ý chí của cái người nói muốn làm gì đó hay là kêu gọi đối phương làm gì. Hay Ineska. Ok. Sang số 9 này, sensei, sumimasen, kaze o hite, nani nani, kyo wa yasumasarete kudasai, yasumasete kudasai, nghĩa là hôm nay thì cô cho em nghỉ nhé. Đúng không? Ở đây các bạn có 3 phương án này. Chín chấm một. Ok, ở đây các bạn đều lựa chọn phương án là 9.1 Shimatta no desu. Bởi vì là em bị cảm đúng không ạ? Đây là lịch sự nên là nói với cô là cô bởi vì em bị cảm nên là hôm nay cô cho em nghỉ nhé. Shimatta no desu kara cũng là bởi vì em bị cảm, nhưng mà cái bị cảm này á là cái điều mà hiển nhiên cô phải biết, nhưng mà cô làm sao mà biết mà em bị ốm được đúng không? Cái điều hiển nhiên mà đối phương cũng phải biết thì em sẽ sử dụng, nhưng mà ở đây cô giáo không thể biết là em cảm được, do vậy mà mình sẽ không sử dụng đúng không? Smart cũng không. Ok, các bạn làm được bao nhiêu trong số 9 câu này ạ? Có bạn nào đúng hết từ 1 đến 9 không? Có Nhi có hỏi tại sao mình không thể tê để chỉ được ạ? Dùng tê khi mà em phải liệt kê đúng không? Kaze o hite shimatte, netsu ga dete, nani 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 ka ngạ thì nó phải có một cái liệt kê, nhưng lần này bởi vì nó chỉ có miêu tả một cái là em bị sốt thôi nên là mình sẽ không sử dụng tê ở đây nhá Nhi. Tiến Nguyễn mà sai hết đúng một câu rồi á. Nhi sang hay ok, hyoku marimashita ne, hyoku dekita yo. Sơn sàng hay Phan Thị Hải Yến ok 6 trên 9 à. Những trường hợp mà các em sai quá nhiều á, Phú Tường là 9 trên 9 nè, mang tên luôn, Hoàng Lý mang tên, thì các em nhớ xem lại những cái phần bài giảng ngữ pháp của Sensei ngay phần đầu giờ nhé. Hay Ineska, ok, mình sẽ cùng với nhau đi sang phần bài tập ngày hôm bài học ngày hôm nay là phần bài bài 6 môn Dai Roku desu nhé. Bài 6 ngày hôm nay các em cũng sẽ học 5 cấu trúc câu đầu tiên là nộ nara nếu thì đúng không ạ, dewa nộ dewa nếu mà thì đó, nếu thì này, nếu mà thì này, sai bà sai nara cũng là chỉ cần này, tha toe demo ba tara nara desu ne. Ngày hôm nay các bạn sẽ học 5 những cái cấu trúc này, và khi mà các bạn học lên những cái phần cấu trúc trong N3 thì các bạn nhớ cho sensei có một cái rất là quan trọng, đấy chính là cái quan trọng nhất là các bạn phải nhớ được cái ý nghĩa của cấu trúc đó trước. Và khi mà các bạn phân tích sự khác nhau thì sensei nghĩ là nó chưa cần ngay đâu, vì khi mà các bạn đi thi cũng ít có khi những cái họ cho những cái cấu trúc tương tự để các bạn lựa chọn lắm, mà nó sẽ cho những cái cấu trúc mà hoàn toàn khác ý nghĩa để các bạn lựa chọn. Do vậy mà đến cái giai đoạn đầu này thì các bạn nhớ cho sensei là mình chỉ cần nhớ được cái ý nghĩa của cấu trúc đã, nhớ nhá. Nếu mà các bạn học xong các bạn lại đi vào sâu quá, phân tích sâu sâu quá thì các bạn sẽ bị loạn giữa cái mê cung cung kính Nhật đấy. Bởi vì có những người Nhật khi mà hỏi vì sao sự khác nhau giữa hai cái cấu trúc này khi nào mà dùng khi nào mà không dùng thì họ cũng sẽ cảm thấy là cái này nó là atarimae, là cái điều hiển nhiên thôi đó, thì mình cũng đừng có mà soi, mình cũng đừng quá mà yêu cầu cái việc mà mình phải phân biệt giữa hai cấu trúc này và cấu trúc kia quá. Ineska. Hay.
Inazuka-Sugi nhá. Cấu trúc đầu tiên này, nộ nara, nếu thì này. Em sẽ có này với động từ thể thông thường, tính từ thể thông thường đi với nộ nara, hoặc có nộ cũng được, không có nộ cũng được. Với tính từ đuôi na này, thể thông thường thì các bạn sẽ bỏ đà thêm daru. Đối với danh từ các bạn, thể thông thường của nó cũng có đà đúng không ạ? Các bạn sẽ bỏ đà thêm daru. Và ngoài ra thì danh từ hay là tính từ đuôi na, nếu như mà các em có thể đi trực tiếp với nara và các em không cần daru cũng có, cũng được. Idescot. Trước nara là thông tin mà người khác từ người khác hoặc là trực tiếp nghe, đúng không ạ? Ví dụ như là bởi nếu thì, đúng không? Nhưng mà cái nếu này á, là nếu như mà em nghe được cái thông tin từ người khác, hoặc là em trực tiếp nghe, hoặc là trực tiếp từ cái người nghe, cái người mà đang nói chuyện với em nhé. Sau nara là cái phán đoán ý định của người nói, và thường thì hay kêu gọi đối phương làm cái gì đó. Kuremasen ka? Kuremasen ka? Nani nani nara kuremasen ka? Nếu thì, đúng không? Nếu mình thấy một cái anh này, anh ấy bảo là ui, nhà anh có nhiều máy tính lắm mà anh không dùng đó, thế thì em nghe được cái thông tin trực tiếp từ anh ấy, em bảo anh ấy là nếu như mà anh không dùng thì anh cho em nhé, đó thì có phải là cái thông tin mà em nghe được là trực tiếp từ người nói không ạ? Hay là mẹ của anh đó bảo ui cái bạn B này nó có nhiều máy tính lắm mà nó không sử dụng, đúng không? Vậy thì em sẽ hỏi anh ấy là anh ơi, nếu mà anh có nhiều máy tính anh không dùng thì anh cho em nhé. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ sử dụng cái cấu trúc câu là nara, no nara desu ne. Hay. Ở đây sensei sẽ cho các bạn từ cái ví dụ đầu tiên này. Kono hako mo tsukawanai desu ga, tsukawanai nara watashi ni kudasai, đúng không? Câu này các em sẽ dịch là gì ạ? Các bạn thử dịch cho sensei luôn đi. Hay, so this it. Cái hộp đó đúng không? Nếu như mà bộ này desu à, moment, cái hộp này anh không dùng nữa à? Anh không dùng nữa phải không? Đúng không? Bắt đầu này này. Skawanai này là nếu như mà anh không dùng nữa thì cho em đi, và ta chỉ nghĩ kudasai desu ne. Hay. Câu thứ hai, số 2 này. Asu ở đây là asu dùng ngày mai, hoặc là asa cũng được. Asu wa ame ga, ame ka, ngày mai trời mưa à, đúng không? Trời mưa sao, đúng không? Ame nara gì nhỉ? Con chỗ này bị đánh sai á. Chỗ này phải là sai cửa đinh ngữ. Sao nó bị sai nhỉ? Nó bị sửa lại rồi á. Cycling là đạp xe đúng không ạ? Cycling ni ike somo nai, ike somo nai nè, đúng không? Ở đây thì các bạn có gặp một cái cấu trúc là somo nai đây cũng là một cái cấu trúc trong N3. Và ở đây thì các bạn chưa học, nhưng mà nó có nghĩa là khó để làm cái gì đó, khó để thực hiện một cái hành động gì đó. Nani nani so mo nai, thì các em sẽ nghe đây, so mo nai nghĩa là khó để làm cái việc gì đó, nhớ nhá, chứ không phải là nó nghĩa là gì nhỉ, có vẻ như là gì đó đúng không? Sensei nói nhỏ quá. Ok, sensei sẽ nói to lên nhá. Nếu mà trời mưa thì ngày mai chắc không đi đạp xe đạp được rồi, đúng không ạ? Hay. Mình cùng với nhau sang phần ví dụ số 3. Kono hon, cái quyển sách này đúng không ạ? Yonde shimatta no nara. Bởi vì cái quyển sách này là shimatta ở đây có nghĩa không phải thể hiện sự nuối tiếc, mà nó đã là hoàn thành xong rồi đúng không ạ? Cái quyển sách này nếu mà anh đã đọc xong rồi, anh đã hoàn thành rồi thì sao nhỉ? Watashi ni kaste kuremasen ka? Ngay phần đầu tiên khi giảng về phần cấu trúc, sensei cũng nói với các bạn là
nó sẽ hay được đi với kuremasen ka, đúng không ạ? Nani nani kuremasen, cho tôi nhé, đúng không? Nó hay đi với cái phần này. Mình biết là cái anh này anh ấy đọc xong quyển sách này rồi, đúng hay. Vân Anh ơi, Sensei không nói nhỏ đâu, Sensei thử bật điện thoại của Sensei lên á, cũng thấy rất là to đấy Vân Anh ạ. À, nên là Vân Anh chịu khó Vân Anh đeo tai nghe vào, hoặc là Vân Anh cho to cái điện thoại của Vân Anh lên nhá. Hay, sang cái ví dụ số 2 của các em có là gì nhỉ? Yasai o tabenai nara watashi ni kudasai. Nếu như mà không ăn rau thì cho tôi, đúng không? Mottainai kara, mottainai là gì nhỉ? Thật là lãng phí. Vậy thì em thử lấy cho sensei một cái ví dụ là nếu như mà bạn không cần cái món đồ này, đúng không ạ? Bạn không cần quyển sách này đi, đúng không ạ? Thì cho tôi nhé. Đó, thì các bạn thử lấy ví dụ xem ạ. Các bạn lấy những ví dụ ở đây thì sensei sẽ chữa cho các bạn cái phần câu của các bạn. Nếu như mà không cần quyển sách này thì cho tôi nhé. Đấy, anh ấy định vứt quyển sách này đi. Mình bảo anh ấy nếu mà không cần, đúng không? Cần là gì nhỉ? Irimasu. Còn không cần là iranai. Hay. Rồi, các bạn ơi, các bạn lấy xong chưa? Nay sensei sẽ dạy hơi nhanh một chút nha. Nếu như không quyền cần quyển sách này sẽ là gì nhỉ? Hay. Kono hon ga iranai nara, đúng không? Watashi ni kudasai. Hay, kono hon wa, hoặc là kono hon ga iranai nara watashi ni kudasai nhé. Minh sang okane o iranai. Minh sang okane ga iranai nara watashi ni kudasai desu ne. Hay, so desu ne. Cô sẽ đã thấy có Khánh Băng, Thúy Thúy này, ok, Đỗ Hoa, hay, Thu Anh Nguyễn. Watashi ni agete kuremasen ka, tặng cho tôi có được không? Ờ cũng được, hay. Ni desu yo. Chào chị nhá. Sang cấu trúc số 2 là điêu hòa, nội điêu hòa. Cũng là nếu mà thì đúng không ạ? Ở đây thì sensei sẽ chia ra cho các bạn này. Mình sẽ có điêu hòa hoặc là nội điêu hòa nhé. À, có biết tê hòa hoặc nộ đê hòa, có ở đây thì có nộ cũng được, không có nộ cũng được. Đây, cho vào đây. Đấy. Cấu trúc các em sẽ chia, bởi vì ở đây sensei ghi là tê hòa, bởi vì là cấu trúc của mình là sẽ đưa về thể đế, à thể tê, đúng không? Nên là sẽ là vt đi với hòa, tính từ đuôi y mình sẽ bỏ y chuyển thành cứ tê hòa, tính từ đuôi na và danh từ giống nhau nhá thì sẽ là đê hòa, đúng không ạ? Hay, còn trong trường hợp mà nó có thêm nội đê hòa thì các bạn sẽ là gì nhỉ? Tính từ này, động từ, tính từ thể thông thường này đi với, hoặc là tính từ đuôi na, danh từ đuôi na để nguyên đi với nội đê hòa nhé. Hay, đi có. Giả định là thì đem đến cái kết quả không, hay là nếu mà giả định như vậy thì sẽ có một cái kết quả không hay, đúng không? Và mang cái ý nghĩa tiêu cực, không thể hiện mong muốn hay ý định của người nói hoặc kêu gọi đối phương làm gì đó. Giả định mà em mà học với cái thái độ mà không tích cực thì em sẽ thi trượt,
GLPT N3 đấy. Đấy, thế thì đấy là sensei giả định thôi, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa tiêu cực đúng không ạ? Nếu mà các bạn học với cái thái độ không tích cực thì sẽ có một kết quả không tốt, và nó không thể hiện cái mong muốn hay ý định của người nói là sensei, và cũng không kêu gọi bạn em làm gì cả, mà chỉ là giả định, và nếu như em không học ạ thì em sẽ có cái kết quả như thế này đấy. Hay, nếu mà hay, mình sẽ cùng với nhau sang cái phần ví dụ này. Yamada san wa shujitsu là phẫu thuật đấy đúng không ạ? Shujitsu shita bakari dakara. Hôm trước học cái phần bakari rồi đúng không ạ? Vừa mới phẫu thuật xong. Bởi vì anh Yamada này vừa mới phẫu thuật xong nên nếu mà đúng không ạ? Nếu mà đâu, nếu mà đi thăm anh ấy nhưng động từ mình phải chia thể t đúng không ạ? Omiyamai ni itte wa kaete. Ở đây các bạn có biết chữ kai được không? Kai được, kai tê có nghĩa là ngược lại thì, đúng không? Ngược lại thì làm sao? Thì mail cự đà đồ là ngược lại thì làm phiền tới ông ý đấy. Ở đây là ông cũng được mà anh cũng được nhá. Ngược lại thì sẽ làm phiền tới ông đó, ông ý. Thể hiện cái đà đồ đúng không? Thể hiện cái ý chí của đối phương là như thế. Ông ấy vừa mới phẫu thuật xong mà đi thăm thì, nếu mà đi thăm thì dẫn đến một cái kết quả không tốt là làm phiền với ông ý. Hay, ví dụ số 2 này, sonna musekinin. Musekinin là sekinin ga torimasu. Torimasu là em sẽ chịu trách nhiệm về cái vấn đề này. Musekinin là một cái thái độ không có trách nhiệm đúng không ạ? Sekinin ga arimasu. Sekinin ga arimasen hoặc musekinin hito desu ne. Musekina hito desu ne. Cánh người mà không có trách nhiệm đúng không ạ? Sonna musekinin na thái độ đúng không? Nếu mà cái thái độ không có trách nhiệm như này ạ thì sao, thì đều à, bởi vì ở đây các bạn có cả một cái cụm này là gì ạ, cụm danh từ đấy ạ đúng không ạ, danh từ đấy đấy đều à, minnani kirawarete à, kirawaremasu yo, kirawaremasu nghĩa là bị ghét, bị ai đó ghét bỏ, nhưng ở đây là bị ai ghét bỏ ạ, bị minna-san ghét bỏ đấy. Hay, suy nhá. Ima kara ie o tatte hajimeru no wa no de wa. Nên nay nghĩa là trong một năm đúng không ạ? Ima kara nghĩa là từ bây giờ ấy. Ie o tatte là xây dựng nhà đúng không? Hajimeru, ie o tatte hajimeru là bắt đầu xây dựng nhà. Thì sao nhỉ? Thì sẽ không thể nào thể thông thường đây cả một câu đúng không ạ? Thì sẽ không thể nào. Ichinen kan ni wa dekiagaranai. Nghĩa là một trong vòng một năm thì không thể hoàn thành được rồi đúng không? Dekiagarimasu là đã hoàn thành trong đúng không? Ichinen nai ni wa dekiagarimasu yo là hoàn thành được trong một năm đấy đúng không? Ừ. Nhưng mà bởi vì ở đây ý, nó là cái kết quả mà không tốt nên là nó phải không hoàn thành đấy. Hay. Ok, mình sẽ cùng với nhau sang phần cấu trúc số 3, saeba saenara. Chỉ cần thì nghĩa là đây có câu này, chỉ cần có em bên cạnh thì là anh thấy hạnh phúc rồi đúng không ạ? Học cái câu này xong là các bạn sẽ đi tỏ tình được với bạn gái hoặc là bạn trai của mình đấy ạ, đúng không? Chỉ cần có em bên cạnh thôi là anh thấy hạnh phúc rồi, và cái chỉ cần này nó chỉ cần duy nhất cái đối tượng này thôi, nó chỉ cần mỗi mình em này thôi, nó chỉ cần nani nani sae ideba hoặc là soba ni ideba đúng không? Thì anh đã thấy rất là hạnh phúc rồi, không cần thêm cái gì khác nữa nhá. Nên các bạn nhớ cho sensei sae ba và sae nara nghĩa là chỉ cần thì đó. Giống như sensei có nói với các bạn là các em chỉ cần theo cái chương trình này của sensei thôi thì các em không cần phải học thêm cái phần sách khác nữa đâu đó. Đấy là ví dụ như thế thôi, còn đương nhiên khi mà các em học thì các em học càng nhiều sách càng tốt rồi ạ. Hay, chào nhiên sáng nha. Ok, cấu trúc của các em này, các em sẽ có danh từ đi với sae đúng không? Chỉ cần ví dụ như là chỉ cần có cái danh từ đó đúng không? Chỉ cần có tiền thôi chẳng hạn, okane sae đúng không ạ? Và nếu mà nó có tiền thì sẽ là gì nhỉ? Nani nani động từ đúng không? Động từ có, và động từ này các em sẽ chia thể thể ba ke nghĩa là thể điều kiện nhá. Với tính từ mà chia thể điều kiện thì sẽ là gì nhỉ? Bỏ bỏ y, tính từ đuôi y bỏ y thêm kereba, tính từ đuôi na thì sẽ là nara, và danh từ thì sẽ là danh từ nara nếu mà chỉ cần thì đúng không? Ngoài ra thì các bạn sẽ có ngoài danh từ sai ra thì
Động từ bỏ mát sự đi với sae và sư đề ba. Đấy, lát nữa CC sẽ cho cái ví dụ đó. Ví dụ như là chỉ cần em nói cái lời xin lỗi đó thôi là anh ấy sẽ tha thứ cho em đấy. Đúng không ạ? Chỉ cần gì đó thì, và chỉ ra cái điều kiện tối thiểu để đạt được, đúng không? Chỉ cần là con gái thôi thì sẽ rất là xinh đẹp rồi, đúng không ạ? Hay là chỉ cần là con gái thôi là em sẽ thích nó, thích là tính từ, đúng không ạ? Tính từ, vừa là tính từ vừa là động từ đấy. Hoặc là chỉ cần có tiền thôi thì em sẽ có thể đi được du lịch nhiều nước trên thế giới, đúng không? Chẳng cần gì, em chỉ cần mỗi mỗi tiền thôi đấy. Hay ví dụ nhá, Taro là cái cậu bé Taro, đúng không ạ? Taro và Mangasae. Manga ở đây là danh từ, đúng không? Mangasae, ở đây mình có danh từ đi với sae này, và mình có gì nhỉ, động từ đây, đúng không ạ? Yonde ireba. Vừa nãy thì sẽ cho các bạn cái cấu trúc đây, nhìn đúng không ạ? Động từ mình sẽ chia về thể bà, đúng không? Tính từ là ikeba đấy, đó, lưu cái này vào. Nếu mà chỉ cần đọc truyện tranh thì yonde ireba, đúng không? Chỉ cần làm gì, chỉ cần đọc cái truyện tranh này thôi thì anh ấy sẽ thay cư xử là chán. Undanishimasu cũng là chán, nhưng ở đây mình sẽ dùng cái từ thay cư xử shinai yoda thì sẽ không chán đâu. Đưa ra một cái phán đoán như thế, và cái điều kiện tối thiểu là nó chỉ cần có mỗi cái truyện tranh đó thôi. Hay Suki nhá, karada sae sobu nara donna koto ni mo chōsen. Chōsen desu ne. Chōsen là thử thách nha. Mấy cái này sensei đã sửa rồi mà không biết nó sao. Chōsen desu ne. Hay. Chōsen là thử thách, đúng không? Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thôi thì việc gì tôi cũng có thể thử thách được. Donna koto ni mo chōsen dekiru. Ở đây bạn có danh từ sae này. Sobu nara, đúng không ạ? Idescap, đây là tính từ đôi na đấy ạ. Zo bự na, né. Zo bự với tính từ đôi na thì sẽ là zo bự nara, né. Hay, suy nhá. À đây, gomen, chữ này không phải là Ichigoto mà là gì nhỉ? Hitogoto, né. Hitokoto nghĩa là chỉ cần một cái lời nói thôi ạ. Chỉ cần một lời nói, hitokoto desu ne. Hitokoto gomenasai to iu imasu, đúng không? Iu sae. Vừa nãy mình có một cái là về mát sự, bỏ mát sự đi với sae và sư đề ba. Đó, nhớ không ạ? Cái phần ngay phần đầu tiên thôi. Nên là chỉ cần nói một lời xin lỗi thôi, sư đề ba thì aite wa yurushite kureru daro. Chỉ cần nói một lời xin lỗi thôi thì chắc chắn là đối phương sẽ tha thứ cho đấy. Đúng không? Bạn là một cái người mà không bao giờ biết nói lời xin lỗi chẳng hạn. Không thấy comment của ai hay là em lát. Bởi vì cái phần này thì Sensei đang để luôn phần giải đáp cho các bạn. Hôm nay Sensei đang hơi mệt một chút, do vậy mà Sensei sẽ giải nhanh hơn mọi khi, thì rất là mong các bạn thông cảm cho Sensei nhá. Và hết cái livestream này, các bạn muốn Sensei chữa cho các bạn cái phần ví dụ nào thì các em cứ comment và các em tag tên Sensei vào, thì riêng cái phần này Sensei sẽ chữa cho các bạn phần đó. Bình thường thì nhiều bạn quá nên Sensei không chữa được, nhưng mà phần này nếu các bạn muốn lấy những cái ví dụ thì các bạn chỉ cần tag tên vào thôi. Idescop, Yatsugi nhá. Chỉ cần thì, đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ lấy cho Sensei cái câu này: chỉ cần có em bên cạnh là anh thấy hạnh phúc rồi. Đó, câu này vừa cho các bạn phần đầu giờ đấy. Rồi các bạn lấy ví dụ đi ạ.
Hay y desu ka? Ok, câu này trượt đấy em. Anata sae đúng không ạ? Đây mình có danh từ này, anata sae là chỉ cần có anh thôi, nhưng mà chỉ cần có anh ở đâu ạ? Soba ni ite kureba đúng không? Chỉ cần có em đến bên cạnh anh thôi là anh đã seawase ni narimasu yo, seawase ni narimasu được nhé. Ví dụ một sao mình không dùng yome bà. Nó miêu tả là cái đứa trẻ này nó đang đọc nhiều sách ấy. Mình có thể sử dụng là tùy theo cái câu hoàn cảnh của em có thể lấy là yome bà cũng được nhá, phúc võ sàng ơi. Nhưng mà đây là ví dụ trong sách thì trên sẽ lấy cho các bạn thôi, còn trong trường hợp mà các bạn khi các bạn nói ấy, thì các bạn có thể sử dụng là nani nani yome bà mang dâu yome bà đúng không, mang kasai yome bà cũng được. Em chỉ cần bê cái cấu trúc vào sau các em ghép vào cái câu của các em thôi là ok. Hay câu của Tiến Nguyễn này, kimi ni chikaku ni chikaku sumisaeba nani mo iranai. Hay ok desu ne, sumisae sureba so desu ne. Ok câu này đúng rồi nha. Hay, đúng rồi Tiến Nguyễn nha. Hay, ok, xin sẽ sang tiếp phần cấu trúc câu số 3. Tatoe demo. Có nghĩa là cho dù là thì cũng cho dù là mẹ em có phản đối đi chăng nữa thì em cũng sẽ vẫn quyết định là học tiếng Nhật. Đó, hoặc cho dù là mẹ em có cả gia đình em phản đối đi chăng nữa, em vẫn quyết định là em phải lấy cái anh này. Business. No, nani nani tatoe demo business. Thì cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ vẫn có một cái quyết định đó. Business. Các em sẽ có này, tatoe đi với. Ở đây nó sẽ hay đi với bởi vì demo nên là chủ yếu là thi ở thể t đấy. Với động từ nó sẽ là vt này, với tính từ thì các em sẽ bỏ y thêm cứ t. Đây. Tính từ đuôi y bỏ y thêm cứ t, tính từ đuôi na bỏ na thêm đế y để start. Danh từ sẽ là danh từ demo, ngay cả trong trường hợp mà giả định mà nó là sự thật đi nữa, bởi vì thực ra là em có chưa biết là em giới thiệu anh này với bố mẹ thì bố mẹ có phản đối hay không, nhưng mà đúng không ạ, nhưng mà trong trường hợp giả định như vậy thì nó là sự thật đi chăng nữa thì em cũng sẽ vẫn làm. Nghĩa là giả sử như bố mẹ có phản đối đi chăng nữa, chưa đưa về giới thiệu đúng không, bảo với mình đưa bạn gái về nhà giới thiệu, bảo mẹ anh nghiêm khắc lắm, nhưng mà em yên tâm, cho dù là mẹ anh có phản đối em đi chăng nữa thì anh sẽ vẫn yêu em đó. Business. Mặc dù là chưa biết mẹ có phản đối hay không đúng không ạ. Học xong đi đã Tiến nha. Đây. Tatoe đúng không ạ? Takaku temo. Đấy, ở đây là tính từ đuôi y đúng không ạ? Takai bỏ có y này chuyển thành kute đúng không ạ? Tatoe takaku temo dù có cao đi chăng nữa nhưng mà shigoto ni ichiyou na mono wa kawanakereba naranai. Dù có mắc đi chăng nữa thì vẫn phải mua các đồ cần thiết cho công việc. Mặc dù là mình chưa đi mua, mình chưa biết là nó có mắc hay không, nhưng mà mình bảo dù nó có mắc đi chăng nữa. Ví dụ như trong cái giai đoạn Covid này đúng không ạ, Sensei đang phải dạy ở nhà online mà cái máy tính của Sensei nó lăn ra nó hỏng thì dù nó có đắt đi chăng nữa thì cũng vẫn phải mua một cái máy tính mới. Business. Bởi vì nó cần thiết đúng không ạ. Tatoe mendo là phiền phức đi chăng nữa đúng không ạ. Tatoe mendo demo dù có phiền phức đi chăng nữa thì sao nhỉ? Thì Kenko shindan là kiểm tra sức khỏe định kỳ nhá. Maitoshi uketa ga ii desu yo, đúng không? Bởi vì em thấy là mỗi lần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ rất là phiền phức đúng không ạ? Phải đăng ký này, mất một ngày, giống như là CC lúc nào một năm cũng phải đi khám định kỳ 2 lần chẳng hạn. Đấy, nhưng bây giờ Covid thì không thể đi nữa. Dù có phiền đi chăng nữa thì cũng vẫn phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đấy. Hay. Ok. Sang cái câu này rồi Sensei sẽ cho các bạn thử lấy một ví dụ nhé. Tatoe mawari no hito tachi wa donnani hantai sarete mo. Dù mawari no hito là cái người xung quanh em đúng không ạ?
dù cái người xung quanh mà có phản đối như thế nào, don nani hantai sarete mo, là bị phản đối đúng không? Boku wa pro kashiu ni naritai đó. Ok, bây giờ các bạn sẽ lấy cho Jinze một cái ví dụ là dù cho bạn gái mình có phản đối chăng nữa thì mình cũng sẽ vẫn mua cái ô tô mới. Đúng không ạ? Lấy đi ạ. Nhân sẽ xem cái đáp án của các bạn. Dù cho bạn gái có phản đối như thế nào đi chăng nữa thì em sẽ vẫn mua cái ô tô mới. Có nghĩa là em chỉ hỏi ý kiến của cô ấy thôi, đúng không? Rồi ạ, à, các bạn comment đi. Có cần gợi ý cái gì không? Ở đây toàn cái từ vựng mà các bạn được học rồi, cấu trúc cũng học rồi. Nani nani tatoe đúng không? Xin sẽ cho các bạn cái ví dụ nó cũng tương tự như này. Đây. Ví dụ như là đúng không? Demo nè. Mình sẽ đưa chỉ ở thể T thôi ạ. À. Nào các em, dù người yêu có phản đối đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn phải mua cái ô tô mới này. Hay, rồi đấy nhé, trên xe đã thấy có Vân Anh rồi, Phú Trường đúng không ạ? Tatoe, các bạn nhớ nhất là tatoe demo, demo chứ không phải là tatoe bà. Tatoe bà đó là cái ví dụ, nhiều khi khi mà các bạn làm á, các bạn sẽ hay bị nhầm với cái phần mà tatoe bà, ví dụ như là, thì các em lưu ý cho sensei là cái này là tatoe business, và những cái cấu trúc mà nó hay đi ở đằng sau nani nani demo domo chia thành hai phần như này á, thì trong cái phần DN3 các bạn hay được gặp cái phần mà điền vào chỗ trống ấy, nó cũng tương đối là khó. Thì nhớ cái phần này là ok. Tatoe kanozo ga kanozo wa, hoặc là kanozo ga donna hantai ni sarete mo đúng không? Tatoe kanozo ga hantai sarete mo cũng được. Watashi wa atarashii kuruma wo kaimasu. Hay, ok, câu của Nhi, Nhi sáng ok nha. Tatoe koibito ni hantai. Hay, Minh Nguyễn này. Tatoe ba koibito ni hantai sarete mo atarashii kuruma wo kao. Hay, y desu yo, Minh Nguyễn sáng. Và Thúy Thúy sáng này. Khai tay, hay. Là em muốn mua cái dù như nào thì em cũng mua đúng không ạ? Muốn mua. Ta Hải Yến này, Hải Yến comment nốt đi ạ. Hay. Ok. Toàn tùy duyên. Tại tôi có hantai sare hantai shite mo. Ok, các bạn có thể lấy là dù cô ấy phản đối, hoặc là ở đây thì bởi vì là nó là gì nhỉ? Ní nên là nó sẽ sử dụng là sare temo. Tuy nhiên là bởi vì các bạn không sử dụng, với các bạn chỉ là kanozo ga hantai shite mo cũng được. Đúng rồi, Vân Anh. Ok, nhưng nếu mà các bạn sử dụng cái từ ní á, thì các bạn sẽ phải sử dụng cho sensei là hantai sare temo. Ok nhá. Cho dù thì cũng đúng không ạ? Dù bận cỡ như nào thì mỗi ngày tôi đều cố gắng liên lạc với người yêu. Thực ra câu này mình không đúng nhầm, mình phải nói là dù bận như thế nào thì mỗi ngày tôi đều cố gắng học tiếng Nhật, thì nó mới phù hợp với các bạn hơn đúng không? Ok, các bạn thử lấy cho sensei câu này đi ạ. Dù bận cỡ như thế nào đúng không? Nào, các em ơi, dù bận cỡ như thế nào.
Ở cấu trúc N5 cũng có một cấu trúc tương tự như vậy. Cấu trúc N5 là gì nhỉ? Nani nani temo, đúng không? Nó sẽ không có cái từ tatoe ở bên trên. Isogachi kutemo kanosu ni aitai desu ne. Đó. Rồi ạ. Xin chờ các bạn sẽ comment luôn này. Tatoe isogashikute mo, dù là có bạn đi chăng nữa đúng không? Hoặc là tatoe donna isogashikute mo, hoặc là ですね. Donna ni isogashikute mo cũng được. Tatoe isogashikute, phú trưởng ơi thiếu mất từ mộ rồi nhá. Cấu trúc của mình là tatoe temo mà phú trưởng. Mainichi Nihongo o benkyou shite imasu. Hai, so desu ne. Mainichi kanoto ni kanrenaku suru yō ni shite iru. Đây là câu của sensei đúng không ạ? Vân Anh. Isogashikute mo. Các em ơi, bởi vì sao mà sensei bảo các bạn lấy cái ví dụ này để các bạn nhớ lên thôi. Còn cái cấu trúc của các bạn là isogashikute mo. Mainichi kanozo ni denoku shimasu toka. Sure wa machigai nai. Có nghĩa là nó cũng không sai. Nhưng mà mình đang học cái phần cấu trúc tatoe temo này, đúng không? Mai nữa các em đi thi, các em chả bao giờ các em lấy tatoe mà các em cứ luôn nhớ là tatoe bà chẳng hạn. Thế thì tự nhiên khi mà các em thấy một cái phần mà tatoe, hay là cô viết thiếu chữ bà đúng không ạ? Bởi vì mình có cái temo, mình dịch cũng đúng đấy, nhưng mà mình sẽ không nhớ được là ở đây mình có một cái cụm, một cái cấu trúc của các em là gì? Tatoe, temo, demo, ừ. Hay. Ok. Nào, bây giờ sang phần cấu trúc cuối cùng, phần cấu trúc số 5. Đây là cái phần cấu trúc mà trong sách thì ghi là đơn giản thôi, nhưng mà Sensei sẽ phân tích hơi kỹ cho các bạn một chút, bởi vì Sensei thấy nó cũng rất là hay, cũng như là nếu mà không rõ thì các bạn sẽ không hiểu được, nên là các bạn tập trung lên nhé. Nếu mà thì cũng đó. Nếu trong trường hợp A thì chắc chắn sẽ dẫn đến quả kết quả B, nhưng mà nó không như vậy, và đa phần ý, nó hay ở dạng đà, nổ đà và nối nhị. Nếu mà như thế này thì đúng không ạ? Hoặc là nani nani thế. Nếu như mà em có tiền thì em sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới đúng không? Nếu là cái trường hợp A thì chắc chắn là dẫn đến kết quả B, có nghĩa là nếu mà em có tiền thì chắc chắn là em sẽ đi du lịch thế giới, vòng quanh thế giới luôn. Nhưng mà thực tế có phải như vậy không? Không, thực tế là em không có tiền và em đang bị cách ly đúng không ạ? Đa phần thì nó hay ở dạng là đà, nổ đà và nổ nị. Nhớ nhá. Này, cấu trúc này. Các em sẽ có động từ, danh từ, tính từ, bà, tara, nara. Nhìn như này thì hơi khó đúng không ạ? Bây giờ thì Sensei sẽ cho các bạn chia cụ thể hơn. Thì các bạn chịu khó nhìn lên đây. Phần đầu tiên này, đối với chia bà và nara thì các em lưu ý cho Sensei là mình sẽ có động từ thể bà kê như thể điều kiện đúng không ạ? Thể điều kiện thì sao nhỉ? Với động từ thì sẽ là ba kê, với tính từ thì sẽ là có y thêm kê đề ba đúng không ạ? Và với danh từ thì sẽ là danh từ nara, tính từ đuôi na thì cũng sẽ là tính từ nara ですね. Nhìn thấy chưa? Nani nani bà ですね. Đây thể bà của các em này đó. Và nếu trong trường hợp thì sao lại nara thì nó đi với danh từ với cả tính từ đuôi na thì nó để nara thôi. Hay tiếp theo này chia là bà này, em sẽ có đối với phủ định đúng không ạ? Nai động từ mà thể nai thì các em sẽ bỏ nai đi chuyển thành nakereba, với tính từ đuôi y thì sẽ chuyển thành kunakereba, với danh tính từ na thì sẽ là de nakereba, danh từ sẽ là danh từ de nakereba. Lát nữa Jensei sẽ cho các bạn lấy từng cái ví dụ để các bạn nhớ. Tiếp tục sang phần tara này. Em sẽ có này. Tara đúng không? Vê tara, nếu như mà thì, nếu mà này. Vê tara tính từ mà tính từ đuôi y á, thì các bạn sẽ bỏ y thành kata thêm ra. Với tính từ đuôi na đúng không? Thì sẽ là data, nani nani na data đúng không? Thì sẽ là datara. Danh từ thì cũng sẽ giống như tính từ đuôi na đó, datara. Jensei sẽ thử cho các bạn lấy ví dụ nhé. Ok, đây là đối với động từ này. Ok, bây giờ ca cử các em chuyển sang cho Sensei vừa cái chia đi ạ. Đối với động từ đúng không? Thêm thể bà thì các em sẽ chia là gì nhỉ?
Hình như bà này lần trước cũng dậy rồi đấy. Comment thật nhanh ạ. Hay so is next sẽ là kakeba. Hay tiếp theo ạ, taberu đúng không? Và các bạn sẽ chuyển cho trên xe. Hay kakeba so is next. Phú Trường ơi sai rồi nhá, phải là kakeba không phải kake la bà đâu em nhá. Hay so is next. Ví dụ từ thứ hai mình sẽ là tabereba đúng không ạ? Tabereba đấy. Tiếp tục ạ. Đây là ôn lại cho các bạn thôi, còn cái này các bạn đã được học trong phần đầu 4 rồi. Suru thì các em sẽ có là sureba đúng không? Với động từ nhóm 3 đấy. Kuru thì sẽ là koreba. Kureba đấy. Hay ok nhá. Hay sang phần đối với tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Các em sẽ có yasui. Thì bây giờ các em sẽ chuyển sang cho trên xe. Yasui đang chuyển như thể bà với cả nara nhé. Yasui sẽ là yasu kereba đúng không ạ? Shizuka na là tính từ đuôi na, vậy thì mình sẽ là Shizuka nara. Ok chưa? Các bạn nhìn rõ được cách chia không ạ? Tiếp tục này, đối với danh từ Gakuze đúng không? Gakuze thì sao? Hay so desu ne. Gakuze thì sẽ là Gakuze nara. Ok chưa ạ? Đây, các bạn nhìn này, sensei đã chia cho các bạn xem này. Đó, với danh từ này, các em sẽ chia Gakuze nara này, tính từ đuôi na này mình sẽ có là gì, cũng nara này, tính từ đuôi y là kereba đúng không ạ, với động từ thì cũng là thể bà đấy. Hay ok, tiếp sang với na kereba, trong này thì không song sách không có đúng không, mình sẽ cho các bạn nomanai. Nếu mà trong trường hợp không uống thì sao nhỉ? Hay chuyển sang sẽ là nomanakereba đúng không ạ, với động từ đấy. Tiếp tính từ đuôi y của các em thì sẽ là gì? Hay sẽ là yasu nakereba đúng không? Đây này, bỏ tính từ đuôi y, bỏ y này, thêm cự nakereba vào đúng không ạ? Đối với tính từ đuôi na này mình sẽ là gì nhỉ? Shizukana, bỏ na đi đúng không ạ, thì sẽ là shizukade nakereba đúng không, thêm một cái danh từ gakuse nhá. Hay gakuse là gì nhỉ, nếu mà không phải là học sinh nhỉ, gakuse de nakereba đúng không ạ, dễ thôi này. Đó, các em chỉ cần bỏ này, bỏ đấy thêm nakereba này. Hay ok, tiếp theo phần là đi ạ. À, chia theo tara đúng không? Vetara này. À, tính từ đuôi y là katara này. Đây, thể quá khứ của nó đây đúng không ạ? Datta này, datta này. Khắc cự thì các em sẽ là gì? Kaitara đúng không? Kaitara này. Taberu thì sẽ là tabetara này. Suru thì sẽ là shitara. Đó. Không phải là sutara mà là shitara. Kuru thì sẽ là ki tara này. Hay, tsugi. Đối với tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Ví dụ nhá, nhà sư thì được em chia dân cho trên xe ở thể cắt tara đi ạ. Ừ.
Đúng rồi, nhà sư sẽ là nhà sư Katara. Shikana đúng không? Giờ đây mình có là na này, bỏ na này chuyển thành Datara đúng không? Vậy thì sẽ là Shizuka Datara Business. Hay. Tiếp với danh từ này thì sẽ là gì nhỉ? Danh từ Datara Hidekaku thì là sao? Vậy là các bạn đã nắm được phần cái cấu trúc chia của cái thể chia của cấu trúc này chưa? Và Tara Nara Desne. Trong trường hợp mà nếu như thế thì chắc chắn là dẫn đến một cái kết quả, nhưng thực tế là không phải vậy đúng không? Nếu như mà em là học sinh cấp 3 thì chắc chắn là mẹ em sẽ mua cho em một cái ô tô. Nhưng mà thực tế thì em không phải là học sinh cấp 3 mà bây giờ em đang đi làm rồi chẳng hạn. Đó. Hoặc là nếu như mà thực tế mà nó rất là rẻ chẳng hạn thì em sẽ mua, nhưng thực tế thì nó không có rẻ. Đó. Là những cái mà mình sẽ nếu mà thì đấy. Hay. Ok, đây mình sẽ có ví dụ này. お金と暇があれば私も海外旅行、いや、海外旅行ですね。で、海外旅行をするんだけど、nếu mà có tiền và thời gian rảnh thì tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. Đó. Có nghĩa là nếu mà anh này mà có tiền và thời gian thì chắc chắn là anh sẽ đi du lịch nước ngoài, nhưng thực tế thì nó không phải như vậy đúng không ạ? Vì anh ấy không có tiền, anh ấy cũng không có thời gian đấy. Đó. Thì nếu mà các em sử dụng mà nếu mà thì á, thì cái bà với tara này á, thì là một cái trong trường hợp mà các bạn muốn truyền đạt, hay là khi mà các bạn đọc những cái bài văn viết thì các bạn sẽ hiểu được cái ý của tác giả là giả sử là như thế thì chắc chắn là sẽ dẫn đến một kết quả này, nhưng mà thực tế lại không phải như vậy. Tưởng tượng là vậy thôi, ra một cái điều kiện là vậy thôi. Moshi no nebo ste itara. Nếu như mà nebo là ngủ quên đúng không ạ? Nếu như mà ngủ quên thì kono hikoki ni wa norena katta. Nếu mà ngủ quên thì sẽ không thể lên được cái máy bay này. Có ngủ quên không? Không, đúng không ạ? Mai ni atte katta. Kịp, mừng quá đúng không? Vẫn kịp giờ, mừng thế. Lên nếu mà các bạn đi máy bay đúng không ạ? Các bạn mà ngủ quên thì chắc chắn là các bạn không thể lên được máy bay rồi. Đấy. Hay. Dưới ghi này. Gian nên đã. Thật là đáng tiếc đúng không ạ? Gakuse nara. Ở trên thì các em vừa có với ví dụ với bà này, với Tara rồi đúng không ạ? Và tiếp là gì nhỉ? Nara. Gakuse nara. Gakuse waribiki là ở bên Nhật thì họ hay có cái giảm giá dành cho học sinh. Lúc nào thế? Hình như học sinh trường tiếng thì không được ngay, nhưng mà các học sinh trường cấp 3 hay là học sinh trường tiếng cũng vẫn được đúng không? Thì các bạn sẽ được một cái là waribiki, là cái giảm giá đúng không? Waribiki de chiket to ga kaetta no ni. Thông thường thì hay các bạn hay dùng đi xem phim. Ôi thật là tiếc đúng không? Nếu mà là sinh viên thì có thể đã mua được vé giảm giá dành cho sinh viên rồi. Business. お金ai đọc của tiếng sang nhé. お金があれば mình sáng nhìn xem bữa あげます. Nếu em có tiền thì em cho hết cả mình đúng không ạ? Nhưng thực tế là em không có tiền và cái việc thì nó cũng không xảy ra. Đấy. Ok, hôm nay các bạn đã học xong 5 phần cấu trúc của phần bài 6 này. Nộ nara nếu thì này, dewa hoặc là dewa, nộ dewa cũng là nếu mà thì đúng không? Sai bà sai nara chỉ cần thì đúng không, chỉ cần em ở bên anh thôi là anh không cần cái gì cả đúng không. Tha tôi tomo tha tôi demo dù là thì cũng đúng không, dù là gia đình phản đối đi chăng nữa anh cũng vẫn sẽ lấy em, nên em cứ yên tâm nhé. Bà tara nara nếu mà thì đúng không ạ, nếu mà em có 100 tỷ thì chắc chắn là em sẽ mua cái nhà kia đúng không, nhưng mà sự thực là nó không phải như vậy đó. Minasan, bài học ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi và sensei sẽ kết thúc live stream sớm ở đây. Sẽ đăng cái phần bài tập lên cho các bạn làm bài tập luôn nhé, các bạn nhớ vào làm luôn đấy. Hay, Minasan, kyo wa kokomade owarishimasu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.